trắng tai vì tiền ảo, hoa hậu Lã Kỳ Anh trộm đồng hồ Rolex. Lã Kỳ Anh, hoa hậu thế giới người Việt tại Mỹ năm 2018, trộm đồng hồ Rolex giá 2 tỷ đồng của người tình do trước đó mất sạch tiền khi đầu tư tiền ảo. Ngày 19 tháng 5, hành vi của Lã Kỳ Anh, 32 tuổi tên khác là Lã Kỳ Anh, được công an Sài Gòn New trong kết luận điều tra vừa chuyển sang Viện Kiểm soát đề nghị truy tố về tội trộm cắp tài sản. Kỳ Anh có đam mê diễn xuất, từng theo học trường điện ảnh New York, khoa sản xuất phim, đăng quang cuộc thi Miss Việt Nam Continent 2018 Hoa hậu Thế giới Người Việt tại Mỹ. Theo kết luận điều tra, tháng 8 năm 2021, Kỳ Anh quen thiếu gia Tuấn, 25 tuổi, qua mạng xã hội. Sau hơn một tuần trở nên thân thiết, phát sinh tình cảm, Hoa hậu thế giới người Việt tại Mỹ đồng ý nhận quà để anh này đến nhà mình ở quận 7 chơi. Tuấn rủ Kỳ Anh về nhà mình ở quận 3, giới thiệu đang sở hữu bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu, trong đó có chiếc Rolex giá 90.000 USD khoảng 2 tỷ đồng, đang túng thiếu do mất sạch tiền vào sàn ngoại hối Forex. Người đẹp này đã nảy sinh ý định lấy trộm đồng hồ quý của người tình hơn một tháng sau cả hai thường xuyên xảy ra cãi vã kỳ anh lên kế hoạch đánh tráo chiếc roulette trước khi chia tay người đẹp lén chụp ảnh đồng hồ nhờ bạn tìm mua hàng nhái có giá hơn 13 triệu đồng ngày 11 tháng 9 năm 2021 khi anh tuấn liên lạc xin lỗi giảng hòa kỳ anh vờ chấp nhận để có cơ hội đến nhà người tình thực hiện mua đồ đêm đó trong lúc thiếu gia ngủ xài cô đánh tráo đồng hồ giả vào bộ sưu tập lấy đồ thật giấu Trưa hôm sau, Kỳ Anh tìm cớ gây sự, dứt khoát chia tay người tình rồi bỏ về cùng chiếc Rolex. Cô mang đồng hồ đi thế chấp cho người bạn được một tỷ đồng. Vài ngày sau, trong lúc lao chùi bộ sưu tập, anh Tuấn phát hiện hàng giả nên trình báo. Vào cuộc điều tra, cảnh sát thấy ảnh chụp chiếc Rolex cùng thông tin rao bán trên mạng. Làm việc với những người liên quan, trinh sát bắt Kỳ Anh, người cầm cố chiếc đồng hồ cho cô không bị xử lý do không biết là hàng trộm cắp khai với cơ quan điều tra kỳ anh thừa nhận hành vi động cơ một tỷ đồng cầm cố đồng hồ cô đã mang trả nợ hiện không có khả năng khắc phục